Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Ok rồi, hôm trước khi mình đi vào cái phần tiếp theo của mình thì có mấy câu hỏi. Có mấy câu hỏi liên quan tới những bài trước đó. Câu thứ nhất là trong lộ nhập thiền diệt những tâm động tốc dục giới bắt cùng đối tượng như tâm vô sắc thứ tư phải không? Dạ thì đúng rồi, thì mình biết cái lộ thiền diệt, cái lộ mà cái nó có tiến trình nhiều của nó, mà những cái lộ thật sự của thiền diệt, cái lộ cuối cùng đó thì nó nhập vào, biết đơn giản cái phía trước đó là nhập vào thiền, phi tưởng thì dĩ nhiên những cái tâm của nó phải bắt cùng một đối tượng. Thì trước đó mình có những cái động lực dục giới, có bốn hoặc là ba động lực dục giới, rồi xong đó sẽ có hai cái sát na phi tưởng, thì dĩ nhiên những cái sát na đó nó phải bắt cùng một cảnh, tức là nó bắt cái cảnh của cái tâm vô sắc thứ tư. Dạ đúng rồi đó. vô sắc thứ ba. Dạ, cảm Bắt ơn thầy. cảnh và cảnh của tâm vô sắc thứ tư, dĩ nhiên đó là cái tâm thứ ba, đúng rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi câu tiếp theo là lộ tâm phản kháng sau lộ nhập diệt thì hành giả nhìn quán cái gì? Dạ thì trong kinh thì nó đơn giản là vị đó quán lại, thì theo như mình hiểu thì khi mà vị đó mà vừa xuất ra khỏi thiền diệt xong á, thì bởi vì cái tổ thiền diệt đó, cái tâm cuối cùng của lộ thiền diệt đó là và tâm A-la-hán quả hoặc là tâm A-na-hàm, tâm của A-na-hàm hoặc là tâm của A-la-hán, thì vị đó sẽ quán lại, tức là vị đó sẽ quán là một trong, nếu như mà là vị A-la-hán thì theo như theo gọi là theo bài bản thì là nói là quán theo bốn cái, tức là quán đạo quả niết bàn và phiền não đã đoạn diệt. Còn nếu như mà vị A-na-hàm thì sẽ quán là đạo quả niết bàn, phiền não đã đoạn diệt và phiền não còn vi sót. Còn không tin không có nói rõ là quán cái gì, bởi vì thật sự là có nhiều người người ta hỏi là độ này đâu có phải là độ đắc đạo đâu, mà có nhiều tại sao vị đó phải quán đạo thì mình không biết. Thì trong kinh chỉ nói là vị đó quán lại như vậy thôi, còn không nói rõ quán cái gì. Thì mình có thể hiểu là có thể vị đó quán niết bàn, hoặc là vị đó có thể quán quả, hoặc là vị đó có thể là quán phiền não đã đoạn diệt. Còn quán đạo hay không thì mình không biết, tôi không có nói rõ. Thì đó là như vậy. Rồi cái câu thứ ba là trong lộ nhập thần thông những tâm động tốc dục giới bắt cảnh gì? Dạ thì dĩ nhiên cái lộ đó nó cũng là tương tự như vậy, thì như mình biết cái lộ đó là nó có những cái sát na dục giới, rồi là động lực dục giới, rồi sau đó nó sẽ có một cái tâm thần thông sanh lên, thì tất cả những tâm đó dĩ nhiên nó phải bắt cùng một cảnh. Thì cái nó tùy vào cái đối tượng của tâm thần thông bắt cảnh gì, thì những cái tâm đó nó phải bắt cảnh đó, cái cùng cảnh đó. Thì ví dụ như bây giờ thì mình đi qua cái phần thần thông, nó còn lại một cái phần chút xíu ở phía sau á, là sẽ có những loại thần thông nào, thì tùy loại thần thông nào nó sẽ có những cảnh bắt khác nhau. Ok, bây giờ mình đi vào cái phần đó thì cái bây giờ nó là trong kinh có nhiều cách phân loại thần thông lắm, mà mình như mình nói cụ thể luôn á thì nó có là 8 loại thần thông. Thì cái thứ nhất á, là thần túc thông. Ok, cái thứ hai là nhỏ. Rồi, cái thứ nhất là thần túc thông, cái thứ hai là thiên nhãn thông. Oh, sorry, thiên nhĩ thông. Rồi cái thứ ba là tha tâm thông. Rồi cái thứ tư là túc mạng thông.
thứ năm là thiên nhãn thông, rồi sanh tử thông. Rồi vị lai trí. Và cái cuối cùng là lậu tận thông. Thì cái lậu tận thông này là thuộc về siêu thế. Lậu tận thông này tập ra nó không phải là tận thông. Lậu tận thông này ý muốn nói là loạn đoạn tận phiền não thôi. Cái này là những cái tuệ. Cái này là thuộc về cụ thể. Mình có thể nói cái này là cái lộ đắc đạo đó. Thì cái này nó không có thuộc về, nó không có thật sự, nó không phải là thần thông, nhưng trong đó cũng nó cũng là một loại thần thông, thật ra là một loại trí thì không gì. Dạ mà xin lỗi mọi người, chút nhầm đóng cái cửa chút xíu. Dạ thì thần thông chẳng qua nó là một loại trí thôi, thì lộ thần thông nó cũng là trí thôi, cái đó là những cái loại tuệ khác nhau thôi. Thì cho nên nói, nếu mà nói tính tất cả thì lậu tận thông nó cũng là một loại thần thông, nhưng ở đây mình không bàn tới cái thần thông này. Cái này là thuộc về đạo quả, còn những cái này là những cái thần thông mà thuộc về vị thế. Rồi thần túc thông á, thì ở đây là muốn nói tới những cái loại thần thông mà nó biến hóa ra một người, biến thành 1.000 người, nhiều người nhập lại thành một người, rồi có thể là biến thành thú vật thành con một người, mà có thể biến thành những con voi rồi con rắn hoặc là con hổ, thì cái đó những cái biến lạc tật, cái đó là gọi là thần túc thông. Thì dĩ nhiên khi mà nhìn biết trong cái lộ mà trong cái quá trình nhập thần thông đó, thể hiện thần thông thì có cái lộ gọi là cái lộ mà chú quyển đó, cái lộ mà gọi là làm công việc chuẩn bị sơ bộ đó, thì lúc đó thì những cái lộ vị đó ước nguyện, chẳng hạn ước nguyện là cho tôi thành một người, biến thành 1.000 người chẳng hạn, thì lúc đó vị đó sẽ ước nguyện những cái đó, thì lúc đó là những cái lộ ý môn thuần túy nó sẽ sanh lên, rồi sau đó sẽ là cái lộ một cái lộ thần thông, thì dĩ nhiên vị đó sẽ bắt cái đối tượng để làm cảnh, chẳng hạn như bây giờ vị đó muốn biến thành 1.000 người, thì lúc đó nó sẽ bắt cái ý niệm mà biến thành 1.000 người đó, thì những cái tâm, những cái động lực trong tâm đó nó đều bắt cái đó hết, bắt cùng một cảnh với cái tâm thần thông, thì nó cũng tương tự như vậy. Còn đối với thiên nhãn thông, thiên nhãn thông tức là nghe được những âm thanh từ xa, hoặc nghe những âm thanh nhỏ, rồi nghe những âm thanh của những tầng sống khác nhau, tức là chẳng hạn như âm thanh của thú vật, âm thanh của thiên gì đó, thì cái đó thuộc về thiên nhãn thông. Thì dĩ nhiên lúc đó thì cái đối tượng của cái lộ đó dĩ nhiên nó thuộc về là cảnh thân. Thì cảnh thinh, những cái cảnh thinh, những cái cảnh vi tế đó, cảnh thinh đó thì sẽ là đối tượng của cái lộ đó. Tất cả những cái động lực trong lộ đó nó sẽ bắt cái đối tượng nó làm cảnh. Rồi tha tâm thông tức là đọc tâm của những người khác. Thì cái này á, nếu như mình muốn học kỹ, mình đọc kỹ cái này nó phân tích rất là kỹ ở trong thanh tịnh đạo đó. Thì cái này là có cái trình tự tập luyện của nó. Ban đầu là cái tha tâm thông này thường thường á, là nó phải dựa trên thiên nhãn thông, vị đó phải đắc thiên nhãn thông trước, tức là có khả năng nhìn được, thì vị đó phải nhìn vào cái sắc ý vật của cái người đối diện đó, của cái người khác đó, nhìn vào cái sắc ý vật đó, thì bởi vì như mình biết là cái tâm á, là nó sẽ ảnh hưởng tới sắc pháp. Thì thường thường nói về những cái tâm, chẳng hạn những cái tâm sân á, thì cái phần máu ở ngay trong sông sắc ý vật đó nó sẽ là nó thuộc cái dạng bầm tím gì đó, nó đen á. Thì tương tự như vậy, nếu những tâm mà hoan hỷ thì cái máu trong đó, cái màu máu của nó trong đó sẽ tươi sáng lên. Thì ban đầu vị đó phải có thiên nhãn thông trước để nhìn vào cái phần gọi là máu ở ngay của sắc ý vật đó. Cái sắc ý vật đó, thì nhìn đó để thấy cái máu đó mới biết được là máu đó là gì, thì từ đó mới biết được cái tâm của vị đó đang là cái gì. Thì lần lần tập như vậy, ban đầu là như vậy, tha tâm thông ban đầu là như vậy, là phải nhìn vào cái sắc ý vật của người đó. Rồi sau đó khi mà nó thuần thục lên rồi thì trong kinh nói là không có còn nhìn vào sắc ý vật này, tự động vị đó sẽ biết được cái tâm của người đối diện thôi, tức là nhìn vào cái tâm của người đó, chứ không phải nhìn vào sắc ý vật nữa. Tuy nhiên tha tâm thông là như vậy, tha tâm thông thì nó phải dựa vào cái thiên nhãn thông, phải đặt thiên nhãn thông xong rồi mới có thể tu tập tha tâm thông được. Rồi cái là tha tâm thông. Rồi túc mạng thông mới tức là nhớ về quá khứ, nhớ về quá khứ thì nhớ về những cái trước của mình là làm gì. Ở đây
trong kinh nói là giống như là bắt vào cái khối ngũ uẩn của mình trong quá khứ, tức là bắt ngũ uẩn làm cảnh, đại khái là như vậy. Mình có thể túc mạng thông, nó có thể không chỉ là nhớ về quá khứ của mình mà còn nhớ về quá khứ của người khác nữa. Yeah. Đó là túc mạng thông. Rồi thiên nhãn thông, mà thiên nhãn thông nói chung á, tức là thiên nhãn thông là nhìn được tất cả những cái vật từ xa, nhìn những vật ở xa, hoặc là nhìn những vật trong bóng tối, hoặc là nhìn xuyên qua được tường, hoặc là nhìn thấy chư thiên gì đó, những cái chúng sanh mà có sắc pháp là vi tế đó, thì cái đó là thuộc về thiên nhãn thông. Rồi sanh tử thông này, sanh tử thông này nó cũng dựa trên thiên nhãn thông, phải đắc thiên nhãn thông xong rồi mới là mới tu tập sanh tử thông. Sanh tử minh là sanh tử thông, sanh tử minh. Cái này là biết được chúng sanh, nhìn vào chúng sanh nào đó là biết được người đó là tục sinh bằng cái nghiệp gì trong quá khứ. Cái đó là sanh tử thông, tức là nhìn và biết được nghiệp đó, người đó đi tục sinh bằng nghiệp gì, tức là cái nghiệp gì sẽ cho cái quả tục sinh là cái gì, thì cái đó là sanh tử thông. Còn vị lai trí tức là nhìn về tương lai, thấy được là tương lai của một người. Cái này thì nó thật sự nó rất là khó hiểu lắm, bởi vì thật sự cái vị lai trí này, khi mà bởi vì cái vị lai trí này mình không hiểu kỹ thì mình có thể dẫn tới tạp kiến, bởi vì vị lai trí khi mình nhìn vào quá khứ thì nó giống như là mọi chuyện đã được định đặt trong tương lai hết rồi. Nếu như mà mình mà nghĩ như vậy á thì mình sẽ rơi vào cái tà kiến là mọi chuyện đều đã được định đặt trước, thì dĩ nhiên cái chuyện mà hành động của mình nó đâu có còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì tương lai được định đặt trước rồi. Thì cái chuyện vị lai trí này thì trong kinh sách phân tích rất là nhiều, thì cái này giống như nó có liên quan tới nếu như mà mình nói cái ngôn ngữ hiện tại bây giờ, nó liên quan tới cái gọi là probability. Bởi vì trong kinh mình có rất là nhiều câu chuyện, chẳng hạn như mình thấy cái câu chuyện như là trong cái thời của Đức Phật á, là có ông vua Bình Sa Vương, đúng rồi, vua Bình Sa Vương. Thì trong kinh có kể là cái có một đêm mà tự nhiên ông nằm mơ mà ông nghe những cái tiếng thét ở trong trong giấc ngủ của ông đó. Thì đại khái chỉ ngắn cái câu chuyện đó thôi, thì mình biết cuối cùng thì ông tới mình gặp Đức Phật thì mới biết được là cái đó là những cái lời mà kêu gọi, tức là những cái người thân trong quá khứ của ông đó mà hiện tại bây giờ đang làm ngạ quỷ đó, thì người ta tới người ta kêu gọi ông, là người ta muốn là ông làm phước mà để hồi hướng cho người ta đó, bởi vì ông làm phước mà ông quên hồi hướng đó, cho nên người ta tới người ta la hét để người ta yêu cầu ông để làm phước để hồi hướng cho ông. Thì từ đó Đức Phật biết kể câu chuyện là mình mới biết trong quá khứ là đại khái là những người này là từng làm bà con với nhau, thì những cái người bà con của ông hiện tại trong kiếp hiện tại này mà làm ngạo quỷ á, thì trong kiếp quá khứ là người ta là có một cái tổ chức để người ta giống như là trợ tăng á, người ta nấu nước thì người ta cúng dường chư tăng á, là những người ta giống như là ăn sáng phước ăn trước á, tức là nấu cho chư tăng mà ăn trước rồi lấy bớt đi đó. Thì cho nên chính vì cái nghiệp đó cho nên người ta mới tái sanh làm ngạo quỷ. Làm ngạo quỷ mà nghe nói tới nó trải qua tới mấy đời Phật, mấy đời Đức Phật lận. Thì trong kinh nói, trong trí Đức Phật này kể lại, trong sớ giải kể lại đó, là khi mà người ta sanh làm ngạo quỷ xong rồi thì người ta có một cái thời của Đức Phật nhớ thật nào rất nhiều, một vài đời lận, cái đời gần nhất á là người ta gặp tới Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, là Đức Phật ngay phía trước Đức Phật mình á. Những người ngạo quỷ đó, những quần ngạo quỷ đó cũng có tới gặp Đức Phật Kassapa và cũng là cầu xin Đức Phật Kassapa là hỏi làm cách nào để mà giúp họ thoát khỏi cái kiếp ngạo quỷ đó, bởi vì họ cái ngạo quỷ cái tái chết tái sanh làm ngạo quỷ lại chết tái sanh làm ngạo quỷ lại từ đời này qua đời khác vậy đó. Thì người ta mới tới hỏi Đức Phật Kassapa, thì trong kinh nói là Đức Phật Kassapa ngày nhìn về quá khứ. Ngày nhìn về tương lai, rồi xong ngày mới nói là những người hãy đợi tới khi gặp Đức Phật Gotama, thì lúc đó hãy tới gặp Đức Phật Gotama, thì lúc đó Đức Phật Gotama sẽ nói cho những người biết là phải làm cách gì. Thì bây giờ mình hiểu là bây giờ mình nói về cái chuyện vị lai trí này, tại sao Đức Phật Kassapa lại không, ngài không nói rõ, nếu như ngài nhìn trong tương lai, ngài biết được những cái chúng sanh đó sẽ như thế nào thì tại sao ngài không nói?
mà ngài lại nói là phải đợi tới đời Đức Phật Gotama. Cũng tương tự như vậy, một vài vị Phật trước Đức Phật Kassapa cũng vậy, những vị Phật đó cũng nói là phải đợi, cứ đợi tới Đức Phật sau đi. Thì từ đó, thì trong kinh không có nói rõ là lý do tại sao, nhưng từ đó mình mới thấy là cái suy ra cái chuyện mà tương lai đó có nhiều khi nó không định đặt trước được. Tuy rằng là các vị Phật ngài có khả năng ngài nhìn tương lai ngài thấy, nhưng có những chuyện ngài không thể thấy rõ được, bởi vì nó dựa trên cái chuyện, nó dựa trên cái probability. Mình không thể biết rõ được, có thể là khi mà Đức Phật ngài tuyên bố một chuyện gì đó xảy ra thì mình có thể nói là cái probability của cái đó là nó như gần chắc chắn 100% nó sẽ xảy ra thì Đức Phật ngài sẽ nói. Còn nếu như nó không không chắc chắn xảy ra thì như Đức Phật ngài sẽ không nói. Tuy nhiên khi mà mình giải thích như vậy á, thì những người khác người ta có thể nói rằng cái chuyện này nó phi lý, nó không có đúng, bởi vì mình biết trong kinh nói là Đức Phật ngài cái gì ngài cũng biết hết. Ngài nhìn cho tương lai, ngài biết tất cả mọi chuyện. Thì cái chuyện này cái chuyện tranh cãi, thì nếu như mình nói mọi chuyện mà đã được đặt trước á, thì cái đó không phải là cái tiêu chí của Phật giáo. Bởi Phật giáo không nói là không mọi thứ không có định đặt trước được, mình có khả năng quyết định được tương lai của mình dựa trên cái nghiệp của mình, hành động của mình có thể quyết định được tương lai của mình. Thì cho nên cái này nó cũng rất là tranh cãi rất là nhiều. Thì đại khái là nói như vậy cho mọi người biết. Thì đại khái vị lai trí tức là khả năng nhìn thấy được tương lai. Thì cái vị lai trí này là tập luyện, nó phải dựa vào thiền nhãn thông, phải đắc thiền nhãn thông xong rồi mới có thể là tu tập vị lai trí này được. Thì đó là bảy cái loại thần thông này nó thuộc về hiệp thế, còn cái loại thần thông thì nó thuộc về siêu thế. Thì đó là như vậy. Dạ, mọi người mình có hỏi gì không ạ? Dạ thưa không ạ. Dạ. Ok, bây giờ như vậy là mình xong được cái về độ thần thông rồi. Thì thật sự như vậy là tất cả những cái đó là thuộc về lộ trình tâm. Bởi vì nói thật là mình cũng nói kỹ lắm rồi đó, là về lộ trình tâm như vậy. Thì bởi vì hiện tại là mình đang học dựa theo cái Abhidhamma Passangaha, thì trong đó lộ trình tâm chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Còn thật ra mà những cái tài liệu khác á, thì người ta còn bàn thêm về cái lộ tâm tử nữa. Thì đối với cái tài liệu mà Abhidhamma Passangaha thì nói về cái lộ tâm tử đó, thì ngài Anuruddha ngài lại trình bày cái phần đó ở trong chương thứ 5. Tức là bởi vì sao nó cái chương thứ 5 á, là bởi vì á, thường thường mà nói về cái lộ cận tử thì nó có liên quan tới cái lộ tục sinh, hai cái nó đi trong trong những cái tài liệu. Thì các ngài khi mà giảng về về lộ cận tử thì các ngài trình bày chung như vậy, lộ cận tử với lộ tục sinh nó đi liền với nhau. Thì cái đó là cái lý do tại sao mà ngài Anuruddha ngài lại đưa nó vào chương thứ 6, bởi vì khi mà nói về lộ tục sinh nó có liên quan tới là chúng sanh nào sẽ đi đi về nơi nào, chúng sanh ở cõi này tái sanh làm chúng sanh nào ở trong cõi nào khác khác khác, thì dĩ nhiên nó có liên quan tới cái phần nó gọi là cái phần ngoại lộ, nó có liên quan tới chúng sanh là chúng sanh kia nữa, cho nên ngài đưa vào chương đó. Nhưng mà ví dụ bây giờ, bởi vì thật sự như mà nói là cái lộ tâm tử á, thì không phải lúc nào nó cũng đi liền kề với cái lộ tục sinh, vì như mình biết đối với những vị a la hán thì khi mà ngài tử là ngài đi luôn rồi, ngài không có tục sinh nữa, cho nên nó không có có những cái trường hợp của lộ tâm cận tử mà nó không có đi cùng với lộ tục sinh. Cho nên ở đây thì vì hiện tại mình đang học, thật sự như mình học tới cái phần về lộ trình tâm này đâu tới mười mấy buổi rồi thì phải, thì bây giờ thì ok mình nói luôn cái phần lộ tâm tử ở đây. Rồi bây giờ mình nói về lộ tâm tử. Rồi lộ tâm tử này á, thì nó có hai loại lộ hữu môn và lộ ý môn. Khi mình đi lộ hữu môn trước, lộ hữu môn này thì như nó có năm loại. Thì như mình biết ngũ môn có 5 loại đó, thì nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì đó là lý do tại sao nó có 5 loại là vậy. Rồi. Thì như mình nói một cái thì bốn cái kia nó sẽ tương tự thôi. Thì có 5 loại như vậy, thì cứ mỗi loại như vậy á thì nó có bốn loại khác nhau.
Thì một loại là tâm tử mà có tâm tử sanh lên sau động lực. Thứ hai là có tâm tử sanh lên sau động lực và hữu phần. Thứ ba là có tâm tử sanh lên sau nặc cảnh. Và cái thứ tư là có tâm tử sanh lên sau nặc cảnh và hữu phần. Ok rồi, bây giờ mình đi qua cái tâm tử có cái lỗ tờ lỗ 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 vũ môn mà có tâm tử sanh lên sau động lực. Ok, thì cái lỗ tâm nó là như vậy. Ok rồi, ok bây giờ nó rất rất là nhiều ký tự đúng thứ, từ từ mình sẽ giải thích okay. Rồi bây giờ nó cái lộ này á, là nó xảy ra cho ok, bây giờ mình nghĩ là mình không cần phải chia ra như vậy đâu, mình trình bày hết trơn đi rồi mình kết mình giải thích một lần. Cái thứ hai của nó là như thế nào? Rồi ok, đó là bốn loại là như vậy. Thì từ từ mình sẽ giải thích những cái ký hiệu này có nghĩa là gì. Okay. Rồi bây giờ mình mới nói chung, bây giờ những cái phần chung trước là cái điểm thứ nhất á, là những lỗ tâm này xảy ra cho chúng sanh chết đi từ dục giới từ sắc giới và tái sanh vào dục giới. Ok, từ rồi sẽ nói rõ thêm. Cái thứ hai là những lỗ tâm này xảy ra cho bốn hạng phàm nhân sơ quả và nhị quả. Ok,
Rồi. Vì sao những lộ tâm này là xảy ra cho chúng sanh chế thì từ dục giới hoặc là từ sắc giới mà tái sanh vào dục giới? Thì trước hết mình biết á, là những cái lộ này, những cái lộ tâm này là không xảy ra cho những vị A-la-hán. Tức là bởi vì sao mình thấy là sau cái tâm tử, một cái nó có tâm tục sanh ngay lập tức liền, tức là chết cho cái kiếp này là tái sanh kiếp khác liền. Thì những cái lộ tâm này không xảy ra cho những vị A-la-hán. Với lại trong kinh nói là những vị A-la-hán là không có chết, những vị A-la-hán không có nhập niết bàn, tức là không có tử, không có chết đi bằng những lộ tâm ngũ môn. Hiện tại mình đang nói tới lộ ngũ môn, tức là những vị A-la-hán không chết bằng lộ tâm ngũ môn, các ngài chỉ chết bằng lộ tâm ý môn mà thôi. Ở đây mình đang nói tới lộ tâm ngũ môn. Thì cho nên như vậy những cái lộ tâm này sẽ không xảy ra trên vị A-la-hán. Cho nên bởi vì chính vì đó cho nên sau cái lộ tâm tử nó sẽ có tâm tục sinh ngay lập tức liền, là tâm tử, tâm tục sinh, tâm tử, tâm tục sinh. Rồi, nên tâm tử, tâm tục sinh. Cái đường mà gạch cái này muốn muốn nói là chia rẽ hai kiếp sống, thuộc kiếp sống này là kiếp sống trước, kiếp sống này là kiếp sống sau. Rồi, mà nói là bây giờ những lộ tâm này xảy ra chúng sanh chết đi từ dục giới và từ hoặc là từ sắc giới và tái sanh dục giới. Cho đó là nói chung. Bây giờ đây như mình thấy nè, hai cái lộ 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 cái lộ A và lộ B này á là không có có nặc cảnh. Nhưng mà cái lộ C với cái lộ D này á, nó có nặc cảnh. Thì như mình biết á, mình học nặc cảnh rất là nhiều rồi. Nặc cảnh nó chỉ sanh lên với ba điều kiện. Một trong những điều kiện đó nó là phải là người dục giới. Mình, cho nên chính vì điều đó mình mới thấy rằng á, là hai cái lộ tâm này á, nó chỉ sanh lên cho những chúng sanh chết đi từ dục giới và tái sanh vào dục giới mà thôi. Bởi vì những chúng sanh mà tái sanh vào sắc, chết từ sắc giới, mình nói chết từ sắc giới tức là cái kiếp thứ nhất phải là cái kiếp của người, người đó phải ở sắc giới. Thì bởi vì người đó ở sắc giới thì người đó không phải là người dục giới, cho nên không thể có động lực, không có động lực sanh lên được. Cho nên thật sự hai cái lộ đầu tiên này á, là nó sẽ xảy ra cho người chết đi từ sắc giới và tái sanh vào dục giới. Còn cả bốn lộ này thì đều có thể xảy ra cho người chết đi từ dục giới và tái sanh vào dục giới. Dạ, mọi người có rõ cái điểm đó chưa? Dạ rõ ạ. Dạ, ok. Rồi, bây giờ là những cái lộ tâm này là xảy ra cho bốn hạng phàm nhân, sơ quả và nhị quả. Như mình biết rồi đó là thường thường mình nói là có 12 hạng, mà nhưng như mình loại ra bốn người đạo rồi. Bốn người đạo chỉ xảy ra trong những lộ đắc đạo mà thôi. Cho nên mình chỉ còn 8 loại người còn lại. 8 loại người còn lại thì bây giờ mình nói về như mình đã loại bỏ cái hạng người A-la-hán rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái loại người là tam quả. Thì tam quả như mình biết những vị tam quả sau khi chết sẽ không tái sanh vào dục giới lại, các ngài sẽ tái sanh vào sắc giới mà thôi. Chính vì điều đó cho nên những cái lộ này sẽ không xảy ra trong những vị tam quả. Đó là cái lý do tại sao mà những lộ này chỉ xảy ra trong bốn hạng phàm nhân, tức là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, sơ quả và nhị quả mà thôi. Okay. Thì đó là những cái điểm chung trước hết. Rồi. Cái thứ hai ở đây mình phải nói thêm một điểm nữa là mình phải bàn tới sắc pháp, bởi vì bây giờ mà bàn tới phía sau rất là phức tạp nên mình phải nói tới sắc pháp chút xíu về sắc pháp. Thì nhìn tới cái chương thứ sáu mình phải học tới sắc pháp thì lúc đó mình sẽ học kỹ hơn, mà đây mình chỉ nói sơ chút xíu về sắc pháp. Ok, sắc pháp thì nó được tạo ra bởi bốn nguyên nhân. Đấy, tức là nó là do tạo ra từ nghiệp, tâm, dự tố và nhiệt lượng. Nên là có bốn nguyên nhân tạo ra sắc pháp. Rồi, sắc pháp do nghiệp tạo á, thì nó được tạo ra trong từng tiểu sắc na một. Từng tiểu sắc na một. Như mình biết một tâm nó có ba tiểu sắc na là sanh trụ và nghiệp. Cứ mỗi tiểu sắc na nó sẽ có sắc pháp do nghiệp tạo ra. Nó tức là sắc pháp do nghiệp tạo ra được tạo ra trong từng mỗi tiểu sắc na một. Sắc pháp mà do tâm tạo ra thì nó được tạo ra từng tâm một. Thì như có những chứ ở đây mình phải loại ra là ngũ song thức. 10 cái tâm ngũ song thức đó nó không có tạo ra sắc pháp. Với lại cái tâm tử của vị A-la-hán nữa.
là không có tạo ra sắc pháp, rồi loại trừ những cái tâm đó ra, còn lại những tâm khác đều tạo ra sắc pháp. Và đây có một điểm nữa là cái tâm tục sinh đó, nó không tạo ra sắc pháp, bởi vì lúc đó nó quá yếu thì nó không có tạo ra sắc pháp được. Sắc pháp chỉ được tạo, sắc pháp do tâm tạo chỉ được tạo ra từ cái tâm tâm hữu phần đầu tiên sau cái tâm tục sinh thôi. Và sắc pháp do tâm tạo ra thì được tạo ra tại cái tiểu sắc na sanh của cái tâm đó. Thì mình biết một tâm nó có ba tiểu sắc na, là sanh, trụ và diệt. Thì sắc pháp do tâm tạo chỉ được tạo ra tại cái, đúng rồi, tại cái tiểu sắc na sanh của cái tâm đó. Đó là sắc pháp do tâm tạo. Còn sắc pháp do dưỡng tố và nhiệt lượng thì cái này là mình biết dưỡng tố và nhiệt lượng. Dưỡng tố chẳng qua là sắc vật thực á. Còn nhiệt lượng cái này là thuộc về lửa đó. Hai cái này á là nó thuộc về danh, còn hai cái này nó thuộc về sắc. Thì dưỡng tố và nhiệt lượng cái này là như mình biết là cái sắc vật thực á, sắc vật thực ở trong bất kỳ một cái nhóm sắc pháp nào nó cũng đều có sắc vật thực. Thì cái sắc vật thực đó đó nó có khả năng tạo ra sắc pháp nữa. Còn cái nhiệt lượng này á là nó là cái yếu tố lửa. Yếu tố lửa thì cái nhiệt lượng này á, nó cái đó nó cũng có thể tạo ra sắc pháp. Thì hai cái này nó không có liên quan tới cái này, thì có nó nếu có điều kiện thì nó cứ tạo sanh ra thôi, nó không có liên quan gì tới sắc na hoặc là cái thời điểm sanh, thời điểm tạo ra của nó. Rồi cái đó là những cái điểm sơ về 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 sắc pháp được tạo ra bởi các nguyên nhân là như vậy. Rồi cái đó là một điểm. Cái điểm thứ hai nhắc nhắc tới cái này bởi vì như mình đã học á, là khi mình bàn về từng cái tâm một á, là mình phải tìm xem là từng cái tâm này nó sanh lên nương vào cái vật nào, đúng không ạ? Cho nên mình phải bàn cái chuyện này ở đây. Rồi một chuyện thứ hai nữa là nói về sắc pháp do nghiệp tạo á, thì sắc pháp do nghiệp tạo như nói lúc nãy á, là nó được tạo ra tại từng tiểu sắc na một ở tất cả những tâm, nhưng mà nó sẽ ngưng tạo ra tại cái sát na thứ 17 tính ngược từ cái tâm tử. Thì bây giờ ví dụ giả sử mình lấy cái lỗ này, ví dụ như mọi người mà đếm ở đây này, tôi thấy này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nên nó có 17 sát na. Nó có 17 sát na. Thì trong kênh nói là sắc pháp do nghiệp tạo nó sẽ ngừng tạo ra, tức là nó sẽ ngừng tạo ra, tức nó sẽ tạo ra tại cái tiểu sắc na của cái tâm hữu phần này, sau đó nó sẽ ngừng, nó không tạo nữa. Bởi vì như một cái tâm thông thường, một cái tâm bình thường là sắc pháp do nghiệp tạo nó sẽ tạo ra tại từng tiểu sắc na một, tức là sắc na nó có ba tiểu sắc na sanh, trụ và diệt, thì cứ mỗi tiểu sắc na sắc pháp sẽ tạo ra. Nhưng mà đối với cái trường hợp này, khi mà nó tới cái lộ này á, thì cái sắc pháp nó chỉ tạo ra tại cái tiểu sắc na sanh của cái sắc na này mà thôi. Sau đó nó sẽ ngưng, nó không tạo ra được. Tức là tại cái tiểu sắc na trụ của cái sắc na này á, không có sắc pháp dùng nghiệp tạo ra nữa. Và tương tự những tại những cái tiểu sắc na của những cái tâm này thì sắc pháp do nghiệp tạo không tạo được tạo ra nữa. Đó là cái lý do tại sao cái điểm cần mình phải cần hiểu cái điểm đó, mình phải cần hiểu cái điểm đó. Rồi thì cái đó là mình nói sơ về cái sắc pháp là như vậy đó, mình phải nhớ cái điểm đó. Dạ thưa thầy. Dạ. Yeah. Cái ba cái sắc na đầu tiên hậu kiếp mà có chữ A B C là ba cái là nghĩa gì ạ thưa thầy? Dạ dạ thì tôi lát mình sẽ giải thích. Dạ. Rồi, ok rồi, bây giờ là mình sẽ đi vào từng cái. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái lộ này cụ thể và những cái này nó sẽ tương tự theo sau. Rồi bây giờ mình sẽ nói những cái lộ cụ thể. Rồi, bây giờ cái điểm đầu tiên là H A H B và H C. Cái này là những tâm hữu phần. Okay. Những tâm hữu phần thì bây giờ mọi người cứ tạm hiểu đi, cái là những cái tâm hữu phần.
nó chỉ là những cái tâm hữu vọng của cái đời sống đó thôi, nó không có, nó giống hệt với nhau, nó không khác gì hết. Rồi dĩ nhiên những cái tâm hữu phần này á, là ok. Rồi bây giờ cái tiếp theo, cái tiếp theo là mình nói về rung động vừa qua, rung động dứt dòng. Thì những cái sát na này á, những cái sát na này nó có thể là một trong 15 tâm. Tâm này tức là hai quan sát tám đại quả, hai quan sát thọ xả, tám đại quả và năm quả sắc giới. Đấy, bởi vì như mình biết là cái lộ này là nó có thể xảy ra cho đâu, nó có thể xảy ra cho sắc giới và dục giới, cũng như là nó xảy ra cho bốn phàm nhân và thánh sơ quả và thánh nhị quả. Cho nên đây là những cái tâm phục sinh của những cái chúng sanh đó, cho nên nó là một trong 15 tâm này. Rồi những cái tâm này á, là nó, như mình biết nó là vô môn đúng rồi, nó nương sắc ý vật. Ok, cái này là vô môn, nương vào sắc ý vật. Trước đây khi mình học vào những cái phần trước á, thì mình chỉ nói như vậy thôi, nương vào sắc ý vật là mình hiểu được rồi. Nhưng mà ở đây nó có một cái điểm đặc biệt, thì bởi vì như mình nói lúc nãy đó, sắc pháp ở trong cái lộ này, dĩ nhiên trước này nó có rất nhiều nữa nghe. Trước này nó có hữu phần rất nhiều nữa. Hoặc là trước đó nó có những cái lộ tâm phía trước nữa. Thì nhưng mà đối với cái lộ này, như mình biết đó là sắc pháp sẽ ngưng, sắc pháp do nghiệp tạo ngưng, không được tạo ra sau cái tiểu sắc na sanh của cái sắc na này nữa. Cho nên bây giờ, ví dụ bây giờ mình đang nói là tới những cái sắc na này, mình nói những cái sắc na này sanh lên đó là nương vào sắc ý vật. Vậy thì nó nương vào sắc ý vật của cái nào? Bởi vì như mình biết sau này mình học đó, là sắc ý vật đó là do nghiệp tạo, chứ không phải do tâm tạo. Nó không phải do tâm tạo, nó không phải do dưỡng tố, nó không phải do thời tiết tạo, mà nó do nghiệp tạo mà thôi. Nhưng mà bởi vì cái sắc pháp do nghiệp tạo, nó sau khi nó tạo tại ở đây rồi, nó ngưng, nó không tạo ra nữa, thì những cái tâm này sẽ nương vào sắc ý vật nào? Bởi vì thường thường trong những cái lộ bình thường, mà trong thời tục xích, trong thời bình nhật á, thì trong kinh nói là cái tâm sanh lên thì nó sẽ nương vào cái sắc ý vật ở ngay cái tâm phía trước tạo ra. Nhưng mà bởi vì ở đây, ví dụ như mình bây giờ mình đang nói cái tâm hữu phần vừa qua này nó sanh lên, theo thông thường á, đúng là nó sẽ nương vào cái sắc ý vật được tạo ra ở trong cái sắc na này. Nhưng mà bây giờ cái sắc na này nó không có còn tạo ra sắc, nó không có sanh ra sắc do nghiệp tạo nữa, sắc do nghiệp tạo không sanh ra tại đây nữa, cho nên nó phải nương vào sắc ý vật được sanh lên do nghiệp tạo, sanh lên tại cái tiểu sắc na sanh của cái sắc na này. Cho nên ở đây mình phải nói kỹ là nó nương vào sắc ý vật mà được tạo ra tại tiểu sắc na sanh của HA. Đó là lý do tại sao mình thích HA ở đây là như vậy. HA thì bởi vì chỗ này nó sẽ có ba cái tiểu sắc na, nó phải cần là nương vào những cái sắc na này, nó cần phải, nó sanh lên nó cần phải nương vào cái sắc ý vật được sanh ra tại cái tiểu sắc na sanh của sắc na này. Mọi người hiểu không ạ? Dạ. Nhưng mà sắc ý vật thì là từ vì là sắc pháp, nên là nó có sống được 17 sắc na, nên là nó có thể dựa vào cái sắc na HA đó, chứ không phải là cái sắc na kế bên cạnh trước nó. Dạ, giờ sao chị nói lại đi ạ? Là sắc ý vật là coi như là sắc pháp thì nó cái tuổi thọ của nó là 17 sắc na. Nên là cái sắc pháp, sắc ý vật đó nó được sanh ra tại cái tiểu sắc na của cái chữ ngay chỗ sắc na HA. Thì nó có thể sống đến cái sắc na tâm tử. Thì nên là mấy cái vừa qua rúng động dứt dòng nó mới có thể nương vào cái sắc ý vật từ ngay cái sắc na HA, phải không thưa thầy? Dạ đúng, bởi vì ngay chỗ này á là cái
Ok, dạ, thì nó phải, bởi vì ở đây như mình biết là ở trước này nó cũng có sắc ý vật đối với cỡ cái sắc na này này, tại cái sắc na này nó cũng có những cái sắc ý vật sanh lên tại những cái tiểu sắc na của cái sắc na này, và cái sắc ý vật nó sẽ ngừng lại, nó không sanh lên nữa sau cái tiểu sắc na sanh của cái sắc na này. Và như theo cái quy luật là cứ tâm cái tâm nào sanh lên thì nó sẽ nương vào cái sắc ý vật mà mới sanh lên gần nhất đối với nó. Cho nên thật sự thì cái này nó cũng có một cái sự tranh cãi, là có những vị cho rằng là chẳng hạn bây giờ mình lấy cái sắc na này thì cái sắc na HB hoặc là cái vừa qua đây, thì có một vài vị cho rằng là cái sắc na này sanh lên nó có thể nương vào những cái sắc ý vật được sanh ra phía trước của nó nữa, miễn sao mà cái sắc ý vật đó chưa có diệt. Nhưng mà cái quan điểm chung á là cứ cái sắc na nào sanh lên thì nó sẽ nương vào cái sắc ý vật mà gọi là mới nhất, cái mà cứ mới vừa được tạo ra ở cái sắc na phía trước. Thì ở đây cũng vậy, bởi vì tại đây cái sắc na này, tại cái sắc na HA này á, tại cái tiểu sắc na sanh của nó, sắc pháp do nghiệp tạo vẫn còn sanh lên, cho nên á, những cái tâm đi theo sau này nếu nương vào sắc ý vật thì nó sẽ nương vào cái sắc ý vật được tạo ra tại cái tiểu sắc na sanh của sắc na này. Dạ. Rồi, đó là, thì cho nên đó là cái lý do tại sao mà ở đây mình cứ phân biệt rõ ABC thì mình biết là nó nương vào cái sắc ý vật được tạo ra ở sắc na nào, bởi vì tại cái sắc na HB này á, sắc ý vật không còn tạo ra nữa. Dạ, cái điểm đó mình phải nhớ. Rồi, thế đó là ok, đó là nói về thì nó nương vào sắc na, nó xương vào vật nào. Rồi ở đây là nó bắt, cảnh của nó là gì? Cảnh của nó là nó bắt nghiệp, nghiệp tướng hoặc là thú tướng, quá khứ, tức là nó bắt nghiệp, nghiệp tướng của quá khứ, hoặc là cái nghiệp, nghiệp tướng của thú tướng mà đã từng đã được bắt bởi những cái tâm một cái phía trước đó, tâm của phần phía trước đó. Cái này thì mình biết rành rồi. Rồi thì đó là cái điểm đó. Bởi vì ở đây như em nói ở trên đó, là nó có năm loại là nhãn nhĩ tiệt thủy tỷ thiệt thân nha. Một điểm mà mình phải lưu ý là đối với những chúng sanh mà chết đi từ sắc giới tái sanh vào dục giới thì nó chỉ có hai loại nhãn và nhĩ mà thôi, bởi vì những mình biết những chúng sanh sắc giới người ta không có thủy tỷ thiệt và thân, người ta chỉ có nhãn và nhĩ, cho nên chỉ có hai cái lộ nhãn và nhĩ mới có thể xảy ra cho những chúng sanh chết đi từ sắc giới mà thôi. Cái điểm đó mình phải nhớ. Dạ thưa thầy, mà với cái cảnh của chúng sanh ở cả cõi sắc giới là chỉ bắt cái cảnh nghiệp tướng, luôn luôn bắt cảnh nghiệp tướng. Dạ đúng đúng thì đó, thế này nói chung vậy. Dạ. Thì đối với những chúng sanh mà chết đi từ sắc giới mà sanh xuống dục giới thì dĩ nhiên đúng rồi, những cái tâm này nó chỉ bắt là nghiệp tướng. Dạ thưa thầy, có phải tự vì những chúng sanh trên đó là người ta thiền nhiều nên là cái ấn tướng của cái casino nó coi như là nó luôn luôn sanh lên nên là họ mới bắt Không không cái không tướng không 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 ở đây mình phải hiểu những cái tâm này, những tâm gì, những tâm này là những tâm hữu phần, những tâm này là những tâm hữu phần, những tâm hữu phần này là bắt cảnh gì, mình nhớ không? Những cái tâm hữu phần này lát mình, dĩ nhiên lát nữa mình sẽ nói lại, những cái tâm hữu phần này nó sẽ bắt cảnh ở trong lộ cận tử của kiếp quá khứ. Và như mình biết hiện tại, nếu như mình đã, bởi vì mình đang nói về những chúng sanh sắc giới, hiện tại họ là những phạm thiên, tức là kiếp quá khứ của họ là họ tu thiền, họ đắc thiền, thì cái lộ cận tử, cái sống quá khứ của người ta đó, người ta phải bắt nghiệp tướng. Nghiệp tướng đó là những cái quan tướng của những cái tầng tiền người ta đắc, cho nên là cái đối tượng của những cái tâm hữu phần ở trong kiếp hiện tại, tức là cái kiếp này, là người ta vẫn đang còn là phạm thiên,
thì cái đối tượng của những tâm hữu phần của người những người phạm thiên này nó phải là Phật quan tướng, chứ không phải là bởi vì người ta thành thiền nhiều cho nên nó sẽ Phật quan tướng, bởi vì cái mình biết cái cảnh của những cái tâm hữu phần này nó đã xác định từ cái kiếp quá khứ rồi, chứ nó không có phải là xác định tại cái kiếp sống này. Dạ, nhưng mà tại sao là cái quan tướng không, có phải là tự vì người ta thực hành thiền từ kiếp trước nhiều nên là cái quan tướng nó tự động nó sanh lên khi cái lọ tử nó Dạ, không. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ những cái này cái nói là mình chưa có nói tới, thật sự mình chưa nói, bởi vì cái nó thuộc về là lộ 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 ý môn rồi. Bởi vì bây giờ hình mình đang nói tới lộ ngũ môn. Nó đang xen với nhau, bởi vì sao? Như mình biết là những bây giờ mình nói thì một người bây giờ mình nói người dục giới đúng không ạ? Tu đắc thiền, giữ được cái thiền đó không cho mất, thì sau tới tới cái lúc chết đi, thì mình biết là chết đi là người đó sẽ tái sanh về phạm thiền đúng không ạ? Thì như trước mình có nói rồi đó, những cái mà thiền đó, cái đó là những nghiệp gọi là những trọng nghiệp, mà trọng nghiệp thiện, cho nên nó sẽ chiếm ưu thế lên tất cả những cái nghiệp khác. Thì ngay vào lúc trần tử của chúng sanh dục giới đó đó, những cái chúng sanh dục giới mà đã tắt thiền rồi đó mà vẫn giữ vẫn vẫn còn giữ thiền đó đó, thì những cái nghiệp mà người ta tức cái nghiệp ở đây là nói nghiệp chẳng qua là những cái tâm mà tâm thiền, mà tâm thiền đã tâm tâm thiền thiện đó, tức là khi người ta hành thiền người ta tạo nghiệp đó, thì những cái nghiệp đó đó, cái nghiệp thiền đó nó mạnh, nó sẽ lấn áp tất cả những cái nghiệp khác để nó cho quả lúc cận tử, để cho người đó đi tái sanh làm phạm thiên. Chính vì cái nghiệp đó nó chiếm ưu thế tất cả cho nên nó sẽ khiến cho cái lộ cận tử của cái chúng sanh đó, mà lúc đó mình sẽ nói cái đó là cái lộ ý môn, thì cái lộ đó đó nó sẽ bắt cảnh là quan tướng, bởi vì để cho người đó tái sanh về phạm thiên, để cái tái sanh về phạm thiên, như mình biết là những cái tâm quả, cái tâm hữu phần của những vị phạm thiên là những cái tâm quả sắc giới hoặc là vô sắc giới, mình đang ở đây mình đang nói sắc giới đi, thì những cái tâm quả sắc giới đó đối tượng của nó phải là quan tướng, cho nên cái nghiệp đó nó phải trình diện cái quan tướng đó cho những cái động lực lộ trong lộ cận tử của chúng sanh dục giới đó, để cho cái lộ đó nó sẽ truyền dẫn cái quan tướng đó cho cái tâm hữu phần của cái người đó trong kiếp sống làm cảnh thiên, bắt cái cảnh quan tướng đó làm cảnh, bởi vì những cái tâm hữu phần này là những cái tâm quả sắc giới. Khi mà mình nói một người mà ở trên cõi sắc giới thì những cái tâm hữu phần của những người đó là những tâm quả sắc giới, thì như mình đã học rồi, những cái tâm quả sắc giới đó nó phải có cảnh là quan tướng. Dạ, chứ không phải là bởi vì trong quá khứ người ta tu thiền nhiều mà là nó khiến cho người đó phải có cái bắt quan tướng, mà bởi vì cái nghiệp đó đó nó chiếm ưu thế nên nó đưa cái quan tướng đó cho cái những cái tâm động lực ở trong cái lỗ cận tử đó, mà tâm động lực của lỗ cận tử đó nó bắt cái quan tướng đó rồi nó mới dẫn, nó đưa tới cho cái tâm tục sinh của kiếp sống tiếp theo, để cái tâm tục sinh của cái sống tiếp theo của người đó làm thành thiên đó, nó phải bắt cái quan tướng đó làm cảnh. Chị rõ chưa? Kính cảm ơn thầy. Rồi thì bây giờ mình đã rồi đó. Thì đó, thì đây là những cái tâm này nè, mình đang nói những cái tâm vừa qua rung động nhất dòng này, là nó là những cái tâm hữu phần của cái người đó, cho nên người cái những cái tâm hữu phần này nó phải bắt cái cảnh quá khứ ở trong cái lộ cận tử của cái người đó trong quá khứ. À, thì mình phải nhớ cái này là nó đang bắt cái cảnh quá khứ. Rồi rồi cái tiếp theo là như biết cái này là tự nhiên tiếp theo là tâm tâm hướng ngũ môn, thì cái này thì mình quá quen thuộc rồi. Rồi tâm nhãn thức thì mình cũng quá quen thuộc rồi, nó sanh lên nhãn thức này thì nó sẽ sanh lên tại nhãn môn. Đấy. Nương vào nhãn vật, bây giờ nhãn vật này là nhãn vật nào cũng tương tự như vậy,
nhãn vật đó, nó cũng là sắc pháp do nghiệp tạo. Thì bây giờ mình đang nói tới cái tâm này, đúng không ạ? Nhãn này là do sắc pháp do nghiệp tạo, nhưng mà những cái tâm này nó không còn tạo ra sắc pháp nữa, cho nên cũng như vậy nó phải nương vào cái sắc, tức nó nương vào cái nhãn vật mà được tạo ra tại cái tiểu sắc na sanh của cái tâm thuộc phần này. Thì nó cũng như vậy. Tuy nhiên ở đây cũng là ở cũng một lần nữa cũng có một cái quan điểm khác, là những vị khác cho quan điểm là nó không hẳn phải là nương vào cái sắc cái nhãn vật mà sanh ra tại tiểu sắc na sanh của cái sắc na này, mà nó có thể nương vào bất kỳ cái nhãn vật nào mà vẫn còn đang hữu. Thì đó là cái quan điểm khác của những vị đó, thì mình cứ chấp nhận cái quan điểm như vậy thôi. Thì ở đây nó nương vào nhãn vật sanh lên tại tiểu sát na sanh của A, hoặc là bất kỳ nhãn vật nào đang còn hiện hữu. Okay. Rồi cái đó là thuộc về tâm nhãn vật, tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức thì sau tâm nhãn thức thì tiếp thu quan sát đoán định, thì mấy cái này nó cũng tương tự như trước rồi, mình không cần nói nhiều. Thì dĩ nhiên như mình biết là những cái tâm này á, thì bây giờ những cái tâm này là nó phải nương vào sắc ý vật, cũng nó nương vào sắc ý vật mà được sanh lên tại tại cái tiểu sắc na sanh của cái sắc na A này, mình phải nhớ như vậy. Rồi bây giờ mình nói về về động lực. Ok, động lực ở đây gọi là J1, bởi vì cái này là động lực ở trong cái lộ cận tử, còn bên này J2 là vì đó là động lực ở trong cái lộ phục sinh. Được phân biệt đây là động lực trong lộ cận tử thì nó chỉ có 5 sắc na mà thôi, bởi vì lúc này là dòng tâm rất là yếu, cho nên xảy lên có 5 lần. Thì bây giờ động lực này á thì nó sẽ là một trong 20 động lực lục giới. Một trong 20 động lực đó là 12 bất thiện và 8 đại thiện. Ok, bởi vì sao mình thấy động lực dục giới nó bao gồm có 29, chứ không phải, nhưng ở đây mình loại ra 9 cái động lực duy tác dành cho vị A-la-hán, vì cái lỗ tâm này nó không sanh lên cho vị A-la-hán. Thì mình loại ra 9 cái động lực đó ra, nó chỉ còn lại có 20 động lực này mà thôi, tức là 12 bất thiện và 8 đại thiện. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cảnh của cái động lực này là cái gì. Ok, thì nói tóm tắt trước là cảnh của nó là nghiệp tướng hiện tại. Ok, thì mình sao? Ở đây cái gì mình bây giờ mình phải nhớ lại phía trước. Những lộ tâm ngũ môn chỉ bắt cảnh hiện tại mà thôi. Nhớ lại là mình nhớ hồi trước mình học về những lộ tâm ngũ môn đó. Những lộ tâm ngũ môn chỉ bắt cảnh hiện tại. Nên chính vì đó ở đây, đây là những lộ tâm ngũ môn, cho nên nó những cái lộ tâm này phải bắt cảnh hiện tại. Thì bởi vì nó bắt cảnh hiện tại cho nên nó không thể là nghiệp và phú tướng được, mà nó phải là nghiệp tướng. Ở trong kinh cho trong 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 kinh sách giải thích là nghiệp á, là muốn nói tới những cái hành động mà người đó đã thực hiện trong quá khứ. Tức là nếu như mà người đó bắt cái cảnh nghiệp làm cảnh, bắt nghiệp làm cảnh, thì cái nghiệp đó là cái hành động mà người đó đã thực hiện trong quá khứ, cho nên cái đó nó sẽ là cảnh quá khứ chứ nó không phải là cảnh hiện tại. Nhưng bởi vì ở đây mình đang nói tới cái lộ ngũ môn, nó phải bắt cảnh hiện tại, cho nên cái cảnh của cái lộ này nó phải, nó không thể là nghiệp được, cho nên mình loại cái nghiệp ra. Rồi trong cái trường hợp là cái thú tướng nó là cái biểu tượng của cảnh giới mà người đó, người gần chết tái sanh vào, thì có một vài vị giáo thọ sư mới nói rằng là thú tướng này không thể xuất hiện trong độ ngũ môn được, mà nó chỉ có thể xuất hiện trong độ ý môn mà thôi. Cho nên đó là cái lý do tại sao mình cũng loại bỏ ra thú tướng luôn, cho nên nó chỉ còn lại có nghiệp tướng mà thôi. Và nghiệp tướng này phải là cảnh hiện tại. Thì nghiệp tướng ở đây tức là như mình biết đó, tức là những cái dụng cụ, những cái công cụ mà cái người đó
từng thực hiện ở trong đó, nó trợ giúp cho những cái nghiệp của nó trong quá khứ. Tuy rằng trong quá cái nghiệp là quá khứ, nhưng mà cái nghiệp tướng nó là những cái hình ảnh. Thì những cái hình ảnh chẳng hạn như bây giờ mình nói là những người mà thường dân cúng chỉ cho Đức Phật, dân cúng bậc thực cho chư tăng này, thì cái nghiệp tướng nó có thể là những cái vật thực, những cái đồ ăn rồi đó. Cái đó là những cái hình ảnh, những cái cảnh đó nó sẽ hiện ra. Những cái cảnh đó nó sẽ hiện ra là những cảnh hiện tại, nó không phải là cảnh quá khứ. Okay. Để hiểu nó là như vậy. Rồi, thì đó là cảnh của cái lộ này là như vậy. Đó là cảnh là nghiệp tướng hiện tại. Dạ, thưa thầy. Yeah. Nếu mà cái cảnh như vậy, như là vật thực mà dân cúng cho chư tăng đó, chứ nó là như là ở trong cái sự suy nghĩ của mình, không phải là cái lộ ý môn hay sao, mà nó lại là ngũ môn hay là sao? Dạ, thì ở đây dĩ nhiên nó cũng có thể là lộ ý môn, nhưng mà trong ở đây trong tại chỗ này nói đó là những cái đó nó tự nhiên nó hiện ra, nó sẽ hiện ra. Cái này là do cái năng lực của cái nghiệp, do cái năng lực của cái nghiệp mà nó chiếm ưu thế đó, nó sẽ đưa người này đi tái sanh đó. Cái nghiệp đó nó sẽ tạo ra cái cảnh đó, nó hiện bày ra cho cái cảnh đó ra trước mắt của người đó. Nó coi như là người đó thấy bằng coi cái mắt đúng, là thấy cái đó như vậy. Đó thấy bằng mắt. Dạ. Hay là nghe hay là ngửi được đúng, cái đúng. Mùi vị của cái đồ ăn hay gì. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, cái đó là do cái năng lực của cái nghiệp đó. Dạ. Dạ. Rồi, cái đó là về đi một xong rồi. Bây giờ là bởi vì mình đang nói tới cái này. Ok, bây giờ để nói cho hết luôn cái lộ tử, bởi mình chưa nói qua cái lộ tục sinh. Thì bởi vì nói chung luôn đây, mình như mình thấy ở dưới này nè. Cái lộ này là cái lộ là tâm tử sanh lên ngay lập tức sau động lực, tức là sau cái động lực này á là tâm tử sẽ sanh lên điền. Nhưng mà đối với những cái trường hợp này á, thế nè, sau tâm tử nó sẽ có một vài tâm hữu phần sanh lên. Thì bây giờ cái tâm hữu phần này á là nó cũng giống như những cái tâm hữu phần ở trước đây. Thì cái lý do mà những tâm hữu phần này sanh lên là có cái lý do riêng của nó chứ không phải không? Bởi vì như ở trên này mình nói á, như mình biết đó là sắc pháp do nghiệp tạo là nó ngưng không tạo ra nữa ở cái sắc na mà tính ngược từ tâm tử đi về phía trước 17 sắc na. Mình phải tính ngược với cái tâm tử đi về phía trước 17 sắc na. Thì ngay ở đây trong cái trường hợp cái lộ này á, thì cái tâm đó sẽ là cái tâm này, cái lộ cái sắc na là sắc na này. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cái lộ tâm nó cũng biết mà nó ngưng không tạo ra sắc pháp tại đây. Sẽ có những trường hợp mà sắc pháp nó vẫn còn tạo ra tại những tâm này. Cho nên trong trường hợp nếu sắc pháp do nghiệp tạo vẫn còn tạo ra ở những tâm này, thì chẳng hạn bây giờ mình nói giả sử nó còn tạo ra những tâm này, thì tính theo cái tuổi thọ 17 sắc na đó, nó sẽ còn tồn tại tuốt tới đây, là thì chuyện đó không thể xảy ra được. Chính vì điều đó cho nên tâm tử ngay lúc này nè, ví dụ như bây giờ mình giả sử đi, mình giả sử là cái tâm này là sắc pháp do nghiệp tạo nó vẫn còn tạo ra tại cái tiểu sắc na sanh của tâm này, đúng không ạ? Thì cho nên tới cái tâm mà hưởng gọi là tâm động lực này á, mà nó diệt đi rồi á, thì cái tuổi thọ của cái sắc pháp do nghiệp tạo này nó vẫn còn là 3 sắc na nữa. Cho nên tâm tử không thể sanh lên được mà phải có những tâm hữu phần khác sanh lên. Đó là cái lý do tại sao mình có thêm cái lộ này nữa. Tức là bởi vì sau khi mà cái động lực cuối cùng nó sanh lên rồi mà tuổi thọ sắc pháp vẫn còn dài, thì sẽ có những tâm hữu phần khác sanh lên, để sao cho mà khi tâm tử sanh lên thì sau khi tâm tử diệt đi một cái thì sắc pháp do nghiệp tạo nó cũng phải diệt đi. Đó là cái lý do tại sao mà có thêm cái lộ này. Mọi người hiểu không ạ? Cái này giống như là cái gọi là cái quy luật của tự nhiên. Cái quy luật của tự nhiên là nói là sau cái tâm tử, tâm tử này thật ra ghi cái tâm tử này cho nó cũng là cái tâm này, nó cũng là tâm tử phần, nó không là cái gì hết trơn á. Tức là ở đây muốn nói là sau cái lộ to, cái sau cái động lực mà cuối cùng sanh lên đó, thì nếu như lúc đó mà tuổi thọ của sắc pháp vẫn còn hơn một sắc na, thì những tâm tử phần tiếp tục sanh lên
Và cái tâm hữu phần cuối cùng đó sẽ là cái tâm tử. Và ngay tại lúc đó, khi mà cái tâm tử đó nó diệt đi, thì sắc pháp dân diệt nghiệp tạo nó cũng phải diệt đi. Thì đó là cái lý do tại sao mình có thêm những cái hữu phần phía sau động lực là như vậy. Thì trong kinh mới nói là số lượng của những cái hữu phần này là tùy bao nhiêu cũng được, miễn sao mà khi tâm tử sanh lên sau và cái tâm tử diệt đi, thì lúc đó sắc pháp do nghiệp tạo nó cũng phải diệt đi. Thì nó là như vậy. Dạ, yeah, ok, thôi mình tạm dừng ở đây và có gì tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ. Yeah. Sa thủ. Sa thủ. Dạ, chúc mọi người được thân vui. Dạ. Xin chào thầy.